Hoàng Triệu xin được kính chào tất cả quý vị. Và trong video clip này thì em xin được chia sẻ với quý vị một vài cách rất là đơn giản để cho quý vị có thể phân biệt được đâu là đồ khảm ốc, đâu là đồ khảm chai để cho quý vị đi mua tránh bị nhầm lẫn. Đó. Ở đây thì cũng rất là may mắn. Hôm nay thì em được một vị khách hàng đưa đến cho em một đôi cánh cổ ngày xưa để cho em sửa chữa những cái phần bong chóc này. Đó, những cái phần giữa này thì đã bong hết rồi, đôi cánh cong gỗ nạt cũng rất là đẹp, nhưng mà khảm chai nha thưa vị. Đó, đôi cánh khảm chai, đây là đôi cánh khảm chai này. Đó, và đây của em thì có một đôi cánh khảm ốc. Đó, đây là đôi cánh khảm ốc này, quý vị có thể thấy này, những cái màu đập vào mắt quý vị luôn, thì nó màu sắc rất là sặc sỡ, rất là chói lóa, rất là bóng. Đó, quý vị xem này, ốc này, ốc rất là bóng. Em xin khẳng định với quý vị là những cái điều em chia sẻ như thế này thì tất cả các cửa hàng không ai muốn cho quý vị biết. Đó. Em là chuyên gia trong lĩnh vực đồ khảm ốc cho nên là những điều em chia sẻ cho quý vị đều là thật lòng và hoàn toàn quý vị có thể tin tưởng em. Đó. Quý vị xem kỹ video này thì em tin là quý vị sẽ nắm được những cái kiến thức rất là cơ bản. Đây là khảm chai này. Cái điều đầu tiên, khảm chai nó, đây là những cái miếng chai này quý vị này. Đó, đây là những miếng chai nhá. Những miếng chai này nó thường là màu trắng. Đó. Thường là màu trắng nha quý vị. Nó hoàn toàn là một màu trắng. Nhìn trắng như kiểu là phấn vậy. Đó. Trắng như phấn. Đó. Trắng như phấn nhá. Đó. Đây là ốc đây. Đó. Điều thứ hai, đó. Thứ hai rất là đơn giản thôi. Chai thì nó chỉ là một mặt phẳng ở trên gỗ, thưa quý vị, chỉ là một mặt phẳng, nó không có độ bóng, đó. Cảm giác nó chỉ là một mặt phẳng ở trên gỗ thôi, nó không nổi lên được. Còn ốc này, quý vị đã thấy này, ốc mình cảm tưởng như kiểu là nó nổi lên trên mặt gỗ vậy, đó. Nó có những cái độ bóng, bóng sáng. Cảm giác như nổi trên mặt gỗ, nhưng mà thực ra thì nó là phẳng nha thưa quý vị. Đó. Đây. Đây là một đôi cánh hàng cả giá rẻ. Đó, ốc Nhật Bản này, pha với khẩu này. Đó, và chai. Đây. Những cái phần này là chai nha quý vị này. Cái cỏ này. Đó. Xung quanh những cái lá này là bằng ốc này. Cứ thấy nào ạ. Cái chai này thì nó chỉ là một mặt phẳng, nhìn nó phẳng lì luôn. Đó. Nó không có độ chói. Không có độ chói. Cứ nhìn thấy những cái lá này không ạ? Đó, thấy nó chói không ạ? Nhìn cảm giác như cần là những cái lá này nó nổi lên trên mặt gỗ vậy. Đó. Những thân cây này. Nhìn như nổi lên trên mặt gỗ vậy. Còn đây là chai này. Đó, những cái cành này là chai này. Đó. Chai. Nhìn nó chỉ là một cái mặt phẳng. Một mặt phẳng. Còn đây là những cái ốc này, thử này, thấy không? Ốc với chai khác hoàn toàn luôn. Đó. Các bạn. Những cái phần góc này nó bằng chai này. Nhìn nó trắng như kiểu là phấn, thưa vị, trắng như phấn mà nó không có độ chói. Không có độ chói. Đó, đây. Các bạn. Nếu mà quý vị xem video quý vị thấy hữu ích thì quý vị hãy cho cơ sở của chúng em một like, cũng như là quý vị hãy để lại lời bình luận ở bên dưới video để cho cơ sở của chúng em cùng biết, và cũng như là quý vị hãy chia sẻ rộng rãi video này đến với mọi người để cho mọi người tránh bị mua nhầm. Em tin rằng là những cái kiến thức mà em chia sẻ cho quý vị thì không một cửa hàng nào bán đồ gỗ muốn quý vị biết. Em xin khẳng định với quý vị. Quý vị hãy cho cơ sở đồ chúng em một lượt đăng ký kênh nhé quý vị. Đó, đăng ký kênh. Bởi vì trong thời gian tới thì em sẽ làm rất nhiều video clip để chia sẻ cho quý vị rất nhiều những cái kiến thức để cho quý vị có thể nắm được khi mà quý vị đi mua đồ gỗ.
cũng như đồ khảm ốc để tránh bị mua nhầm cũng như là mua đắt nha thưa quý vị. Đó. Tránh bị mua nhầm cũng như là mua đắt. Đó. Đó, đây là chai. Trắng bạch như phấn luôn. Trắng như phấn. Đó. Ở đây là ốc này. Đó, đây là ốc pha chai này. Đấy, vị thấy không ạ? Đây, góc này. Trắng bạch. À, và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo.